Giới thiệu với các bạn, đây là giống ngô nếp tím LIF1 FANC111. Đây là giống ngô nếp tím nhập khẩu từ Thái Lan do công ty Advanta sản xuất. Đặc trưng của giống ngô nếp tím FANC111 là trồng được quanh năm, thời gian thu hoạch từ 65 đến 70 ngày, lượng giống trung bình từ 8 đến 9 kg trên 1 hecta. Giống trồng được quanh năm, kháng bệnh tốt, chất lượng ăn ngon, mềm, dẻo ngọt. Gói này mua 100 g, gói 100 g thì khoảng tầm từ 400 đến 500 hạt. Mình giúp bao bì ghi thông tin về hàng sử dụng. Giống ngô nếp tím FANC111 khác với giống bắp nữ hôm đó, giống này luộc được, đồng thời có thể ngâm rượu. Ăn rất ngon và ngọt. Bài này giống liên hệ số điện thoại bên trên màn hình.